ngày hôm nay là một video Tracy dành tặng cho mọi người nhân dịp mùa Giáng sinh cũng như là chúc mừng năm mới. Và video này thì sẽ là một cái giveaway vô cùng khủng mà Tracy nghĩ là mọi người sẽ yêu thích, dành tặng cho những cô nàng đã cùng đồng hành với Tracy trong suốt thời gian qua. Và hy vọng là mọi người sẽ yêu thích những cái beauty box mà ngày hôm nay Tracy sẽ đặc biệt dành tặng cho những cô nàng bị da mụn này, da mụn, da dầu hoặc là da bị nám sạm, da khô và kể cả là da body nữa. Và trong đợt vừa rồi thì Tracy có ghé qua một shop mà Tracy khá là yêu thích. Đây thì là một shop bán rất là nhiều cái đồ nội địa ở Anh này, rồi những cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng, đó chính là Little London. Và qua đó thì Tracy và Little London cũng đã quyết định sẽ dành tặng 4 beauty box như Tracy vừa nói, dành cho các cô nàng đang follow channel của Tracy. Và ở đây thì Tracy đang có một loạt tất tần tật và Tracy nghĩ là sẽ chút hết tất tần tật ruột gan của mình dành tặng cho mọi người. Ở đây thì có The Ordinary này, rồi có COS, rồi có Superdrug hàng nội địa của Anh, rồi có Eucerin, có Paula Choice, nói chung là rất 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 nhiều đồ ở đây. Và bây giờ thì mọi người đừng rời khỏi video này và hãy chờ xem đến cuối xem đó là những giveaway nào nhá. Đầu tiên thì đây sẽ là set beauty box mà Tracy nghĩ là hầu hết những cô nàng da dầu và da mụn thì sẽ rất là đang cần em nó. Và Tracy cũng là dạng hỗn hợp thiên dầu và cũng từng có rất là nhiều mụn, nên đây là cái beauty box mà Tracy cảm thấy khá là tâm huyết. Ở đây thì Tracy dùng khoảng 2, 4, 6, 7 em 7 bước dành cho những bạn da bị mụn và bị dầu. Và ở đây thì Tracy dạo này rất là thích cái em tẩy trang khăn nóng, em Naturally Radiant Brightening Hot Cloth Cleanser. Và em này thì là một dạng nhập khẩu nội địa của Anh Quốc, của Superdrug. Thì để Tracy tiết lộ cho mọi người tại sao Tracy lại yêu thích em ấy nhá. Bởi vì em này thì là một dạng mà chúng ta sẽ phải nhũ hóa một chút. Thì ở trong cái hộp này á, em ấy có một chiếc khăn. Và thông thường thì Tracy sẽ bôi cái dạng sữa rửa mặt này ở phía trên da, sau đấy thì sẽ sử dụng em cloth khăn này và nhúng vào nước một chút, và sau đó là sẽ thoa toàn hết khuôn mặt của mình trong vòng khoảng 2 đến 3 lần. Em này thì điểm đặc biệt mà Tracy yêu thích đấy chính là em ấy có chiết xuất kiwi này, chiết xuất việt quất này và chiết xuất bơ nữa. Và hầu hết là khi mọi người nghe thấy những cái thành phần như thế này thì đều cảm giác là nó rất là an toàn và lành tính, đúng không? Và khi sử dụng ấy thì thực sự là Tracy thấy nó không có bị nhạy cảm hay kích ứng nào cả. Nhưng có lẽ là những bạn mà da cực kỳ nhạy cảm ấy, thì mọi người nên sử dụng thử trước một chút xíu. Và còn đối với những bạn da hỗn hợp hoặc da dầu hoặc là da mụn thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì khi mà Tracy sử dụng xong á, lúc đầu trong một tuần thì mình có thể thấy là nó chưa có công dụng quá rõ rệt. Nhưng mà khi mà mình sử dụng mà cùng với những cái dạng beauty box mà Tracy sắp nói tới bây giờ ấy, thì em ấy cho một cái kết quả là da của mình lỗ chân lông nhỏ đi này, những cái mụn cá mụn đầu đen nó cũng đỡ hơn, và ở trên da của mình trông nó láng mượt hơn ấy. Và thông thường cái em tẩy trang khăn nóng giống như thế này này, em ấy sẽ rất là phù hợp khi mà mình tẩy da chết cùng với AHA hoặc là BHA. Và đương nhiên là sau khi mà mình tẩy trang xong mình sẽ nên rửa mặt. Và Tracy chọn Low pH Good Morning Gel Cleanser của COS. Và em này thì Tracy nghĩ là nó khá là nổi tiếng cũng như là được rất là nhiều các cô nàng beautyholic yêu mến. Bởi vì do là thông thường cái độ pH trên da dầu nó sẽ cao hơn những cái làn da bình thường khác như là da khô hay là da thường, nên là Tracy hay lựa chọn những em low pH như thế này để dành cho cái dạng da của mình. Và da của Tracy cũng là da hỗn hợp thiên dầu mọi người nhé, nên là nếu cô nàng nào mà cũng đang bị mụn và bị dầu thì mọi người có thể ưu tiên sử dụng những cái beauty box như thế này. Và sau khi mà Tracy rửa mặt xong thì Tracy sẽ lựa chọn sử dụng em Paula Choice Skin Perfecting 2% BHA Equid Exfoliant. Thì ở đây em này có chứa BHA 2% và salicylic acid. Và khi mà sử dụng em này thì Tracy đang sử dụng một em 30ml, bởi vì đây là lần đầu tiên mà Tracy sử dụng em 2% BHA của Paula Choice, nên là nhiều khi mình nghĩ là mình sẽ phải thử trước, nên là Tracy sẽ mua dạng mini size. Sau đấy là mình cảm thấy ok, mình cảm thấy là khá là phù hợp thì mình mới mua đến những cái dạng full size. Và Tracy nghĩ là sau lần này thì Tracy sẽ quyết định mua cái dạng full size khoảng 150 hay là 100ml gì đó. Và khi mà sử dụng tẩy tế bào chết với cái nồng độ khoảng 2% như thế này thì Tracy nghĩ là nó phù hợp với những cô nàng mà đang bị da dầu và mụn. Và thường là có salicylic acid thì nó sẽ giúp cho bề mặt da của mình trở nên láng mượt hơn, do nó lấy hết đi những cái lớp sừng, những cái lớp
tế bào chết ở phía trên da của mình, và nó còn tác động đến cái phần ở sâu ở phía bên trong da của mình nữa, nên là nó sẽ có tác động và rửa sạch cũng như là tẩy da chết khá là sâu. Nên là khi mà sử dụng thì mọi người hãy lưu ý là mọi người nên sử dụng những cái dạng kem dưỡng da cũng như là những cái toner cân bằng độ pH trên da dành cho da mụn nhé. Và khi mà sử dụng thì có một điểm lưu ý là mọi người nên sử dụng kem chống nắng. Sau đây thì Tracy sẽ nói tiếp về kem chống nắng, nhưng thông thường sẽ sử dụng kem chống nắng khoảng SPF khoảng 25 đến 30 trở lên. Và mọi người nhớ là khi mà mình tác động những cái tẩy tế bào chết giống như thế này thì da của mình nó sẽ trở nên yếu đi bởi vì những cái tác động hóa học. Chính vì vậy nên là mình cần phải giữ cho làn da của mình khi mà đang skincare routine giống như thế này nó rất là cẩn thận. Khi mà mình tẩy da chết cũng như là chăm sóc da như vậy thì mọi người sẽ thấy là da của mình không có bị tối màu mà dần dần nó sáng và đều màu trở lại, do là những cái tế bào mới nó được nuôi dưỡng và nó được bảo vệ chắc khỏe. Và tiếp sau tẩy da chết thì Tracy sẽ sử dụng em Garnier Skin Active Aloe Refreshing Toner. Thì em này mọi người có thể sử dụng từ da thường cho tới cả những dạng da hỗn hợp. Và sau khi mà tẩy da chết xong thì bao giờ mình cũng nên sử dụng những dạng toner nó nhẹ nhàng, nó dịu nhẹ để nó cân bằng lại cái độ pH trên da của mình. Và em này thì có chiết xuất lô hội, nên đây là một trong những em mà Tracy rất là yêu thích sử dụng khi mà mình tẩy tế bào da chết xong. Và đương nhiên sau đó Tracy sẽ phải bổ sung bằng một em serum. Mọi người luôn luôn có một cái thói quen là nghĩ là da dầu thì nó rất là nhiều dầu, rất là khó chịu rồi, nên là đôi khi mình quên mất cái việc dưỡng ẩm. Nhưng thực ra không phải đâu, da nào thì mình cũng phải dưỡng ẩm và cung cấp nước và cung cấp đủ ẩm cho em ấy, thì em ấy mới có thể hoạt động tốt được và da của mình nó mới có cái cảm giác là mềm mịn mướt. Chính vì vậy nên Tracy sẽ bổ sung tiếp em Lactic Acid 5% cộng với Hyaluronic. Em này thì nó cũng khá là được ưa chuộng khi mà mọi người sử dụng dành cho da dầu mụn hoặc kể cả là những dạng da khác, bởi vì em ấy chỉ có đơn thuần là sẽ giúp chúng ta hỗ trợ những cái thành phần mà cung cấp và dưỡng ẩm, cung cấp nước, hyaluronic acid. Và lactic acid thì nó có chiết xuất từ sữa, đường, nên là nó giúp cho da của mình mềm mịn và cung cấp đủ những cái dưỡng chất ẩm, nhất là trong những cái mùa thu đông hoặc là những cái mùa hanh khô, mùa cuối năm như thế này. Và sau khi mà Tracy đã bổ sung những cái serum như thế này rồi thì Tracy sẽ tiếp tục dùng đến em Retinol 1% của Obagi. Và em này thì hầu hết là những ai mà bị mụn hoặc là bị mụn nhẹ này, bị những cái mụn đỏ này, sử dụng thì đều cho cái review nó rất là tốt. Và em Retinol 1% này thì em ấy là một dạng vitamin A đặc thù giúp cho làn da của chúng ta có thể trẻ hóa và chống lão hóa được này, và sau đấy còn giúp ngăn ngừa mụn và trả lại cái làn da nó mịn màng và nó trông nó mướt mát hơn ấy. Và thông thường thì Tracy hay bôi một cái lớp mỏng thôi, nó rất là mỏng ở phía trên da của mình, còn thường những cái nốt mụn ấy thì Tracy sẽ chấm em ấy vào những cái nốt mụn nó dày hơn một chút xíu, bởi vì đôi khi nó cũng có những cái cồi mụn ấy, nó rất là khó chịu, và mình nếu mà thoa quá mỏng ấy nó sẽ không đủ sức để cover hết những cái phần ở trên những cái nốt mụn như vậy. Và với em Retinol 1% như thế này, và những bạn nào mà kiểu mình chưa dùng hoặc mình mới bắt đầu dùng thử ấy, thì mọi người chỉ nên sử dụng 2 lần một tuần thôi. Thông thường là Tracy sẽ sử dụng em này một lần vào buổi tối là Tracy cảm thấy là khá là đủ. Còn nếu bạn nào mà cảm thấy da của mình đang gặp rất là nhiều vấn đề về mụn ấy, thì mọi người có thể sử dụng một buổi sáng và một buổi tối. Nhưng mà nhớ là những cái bước làm sạch và dưỡng da mình đều phải đầy đủ như là Tracy có nói trong cái beauty box này nhá. Và khi mà buổi sáng nếu mà mọi người bôi ấy, thì mọi người nên sử dụng thêm một em kem chống nắng đặc trị mà Tracy nghĩ là nó khá là phù hợp cho da mụn. Và trong số hầu hết những cái dạng kem chống nắng mà Tracy đã sử dụng rồi thì em Eucerin Sun Dry Touch Acne Oil Control này cũng khá là phù hợp với hầu hết mọi loại da, kể cả là da ý Tracy ở đây là những cái dạng da mà bị mụn ấy, dù cho là mụn nhẹ cho tới mụn nặng thì đều có thể sử dụng em Eucerin này và cảm thấy nó rất là an toàn, mà nó không có cái cảm giác là kinh kít khó chịu hoặc là nó bị bóng nhờn ở trên mặt ấy, và nó thẩm thấu sâu vào trong da của mình nó rất là nhanh và nó không có để lại, mà nó cũng không bị tone up. Và kể cả khi mà mình bôi lên những cái nốt mụn ấy, nó cũng không làm cho cái nốt mụn của mình trông kiểu nó rát rát mà trông nó kiểu khô khô bong bong ấy, mà hoàn toàn em ấy vừa giúp cho mình cảm thấy là được cấp ẩm này và giúp cho mình cảm thấy là kiểm soát được cái lượng dầu ở trên mặt. Và thứ hai nữa là cái độ SPF của em ấy khá là cao, SPF 50+ và PA 3+. Và Tracy nghĩ là với những bạn nào mà hay ra ngoài
đi ra những cái hoạt động ở phía ngoài trời, và kể cả chúng ta ở trong nhà thì nó hoàn toàn có thể hỗ trợ cũng như là bảo vệ da của chúng ta dưới ánh nắng mặt trời hoặc là những cái tia ánh sáng xanh xuất phát từ máy tính này, điện thoại này, hoặc là những cái ánh đèn ở phía xung quanh. Với 7 bước này thì Tracy nghĩ là một số những bạn mà bị da dầu hoặc là da mụn ấy có thể sử dụng 7 bước cơ bản như thế này. Và Tracy hy vọng là cái Beauty Box này sẽ dành đúng cho những cô nàng nào mà đang bị dầu mụn nhé. Và Beauty Box thứ hai mà Tracy lựa chọn cùng Little London đó chính là một em set cũng bao gồm khoảng 7 bước. Và em này thì có lẽ là những cô nàng đang bị nám sạm hoặc là tàn nhang sẽ giải đáp được một số cái thắc mắc cũng như là những cái câu hỏi đặt ra là không biết mình nên dùng như thế nào để có thể skin care dành cho cái làn da khó chịu của mình, đúng không? Và đây chính là 7 em mà Tracy sẽ unbox nó trong ngày hôm nay. Và đầu tiên thì với làn da mà bị sạm, nám và tàn nhang, Tracy vẫn đang thích dùng em tẩy trang khăn nóng, bởi vì do là cái thời tiết ở đây đang chuyển lạnh ấy, nên là cái cảm giác đấy nó rất là thích. Nên Tracy nghĩ là trong những cái beauty box này mình sẽ thử những cái dòng tẩy trang mà nó mới, nó lạ, và hơn nữa nó còn lại còn là hàng nội địa của Anh nữa, nên Tracy rất là tin tưởng. Và Tracy cũng đã thử cho da của mẹ mình cũng như là chị mình, những người mà có làn da sạm nám khác hẳn so với cả làn da của Tracy, và khi mà dùng mọi người cũng đều nói là khá là thích. Và mình sẽ ưu tiên những cái dạng mà nhũ hóa giống như thế này trong những cái mùa thu đông cũng như là mùa hanh khô ấy, thì Tracy nghĩ là cái cảm giác của mọi người sẽ tương đối giống với Tracy, mọi người thử xem sao nhé. Và bước thứ hai mà Tracy sử dụng đó chính là rửa mặt, và Tracy lựa chọn em The Ordinary Squalane Cleanser. Thực ra thì em này có thể là 2 trong 1, mọi người vẫn có thể là tẩy trang và sử dụng em này rửa mặt cùng, nói chung là 2 trong 1 cùng một sản phẩm. Nhưng mà thông thường Tracy vẫn nghĩ là khi mà mình sử dụng bất cứ một dòng sản phẩm nào như là tẩy trang thì mình nên sử dụng chuyên biệt, và sau đấy sử dụng em ấy như một em cleanser dành cho cái việc là mình sẽ rửa mặt. Và khi mà dùng em này thì Tracy có một cái cảm giác khá là thích, bởi vì em ấy có những cái tinh chất squalane nên là cái da của mình nó rất là mịn màng và mình cảm thấy là dễ chịu, và nó cung cấp đủ ẩm, nó không có bị sạch khó chịu trong những cái mùa mà mùa cuối năm cũng như là mùa mình đi ra ngoài nhiều, make up nhiều, rồi hoạt động nhiều, làn da của mình rất là stress. Chính vì vậy nên là cái packaging của em này thì đã đẹp rồi, nhưng mà cái hiệu quả của em ấy thì cũng khá là tương đối, bởi vì với cái chi phí nó khá là hợp lý như thế này ấy, thì sau đấy Tracy sẽ lựa chọn sử dụng một em toner, đó là em Simple Soothing Facial Toner với 100% là alcohol free. Và khi mà kết hợp hai em này với nhau, Tracy cảm thấy nó rất là nhẹ mặt. Và với bạn nào mà da bị nám sạm do những cái tác động của ánh nắng mặt trời và do là mình skincare chưa đúng cách, thì Tracy nghĩ cái bộ đôi này cũng xứng đáng để mình có thể kết hợp thử. Khi mà sử dụng em Simple này thì nó khá là nhẹ, và thông thường thì Tracy sẽ đổ những em toner giống như thế này vào trong một cái chai mà nó có nắp hong, mà nó có nắp có thể xịt ra, bởi vì khi mà làm như vậy thì mình cũng không cần phải sử dụng cotton pad, mà mình có thể xịt lên bên phía da như thế này và làm cho da của mình cảm thấy rất là dễ chịu. Và sau đấy là mình sẽ dùng tay để mình vỗ trên cái gương mặt của mình và sẽ làm cho mình có cảm giác là nó dễ chịu hơn cái việc là mình sử dụng cotton pad. Với những bạn nào mà da kiểu sạm nám bị khô ấy, thì khi mà mình sờ vào da mình cảm thấy nó rất là soft, thì mọi người có thể sử dụng cũng như là thử cái cách này của Tracy xem. Và chỉ cần một lọ nhỏ, mọi người có thể rất là dễ để mua ở bất cứ một cái hàng tạp hóa cũng như là văn phòng phẩm nào. Và nhớ là hãy làm sạch nó trước khi mà mình đổ toner vào đây để mình có thể xịt lên phía trên mặt nhé. Và tiếp theo thì sau bước toner thì luôn luôn Tracy sẽ lựa chọn một cái dòng serum mà nó đặc trị cho bất cứ một cái dạng da cũng như là vấn đề nào trên da. Thì Tracy lại tiếp tục lựa chọn em The Ordinary, một trong những sản phẩm best seller mà Tracy thấy là nhắc đến The Ordinary là không thể không nhắc đến em này luôn. Đó chính là Niacinamide 10% và Zinc 1%. Niacinamide là một dạng thức của vitamin B3 và nó là một cái chất dẫn xuất. Và khi mà sử dụng Niacinamide, mọi người sẽ cảm giác là cái da của mình dễ chịu này, mềm mại này, và em ấy có thể vừa giảm thâm mụn nhưng mà vừa có thể chống được những cái bị lão hóa này, bị thâm nám này. Và sử dụng em này thì còn có zinc 1% nữa là những cái dạng kẽm. Và em này thì có pentolin glycol, thì em này vừa có thể hỗ trợ làm sáng da, làm mềm mịn da này, và có thể giúp cho những cái đốm nám tàn nhang ở phía trên da của mình nó trở nên mờ đi dần dần. Và đương nhiên là những cái zinc như kiểu 1% thì kể cả là những bạn da bị mụn
những bạn da bị dầu thì mọi người khi mà sử dụng kẽm như thế này cũng sẽ giảm bớt đi được những cái vấn đề trên da. Nhưng thông thường là niacinamide 10% với cái nồng độ như thế này thì Tracy thường là ưu tiên sử dụng cho những cái làn da bị nám và bị tàn nhang nhiều hơn. Và sau đấy là Tracy sẽ sử dụng thêm một em Vitamin C Detox Skin Invigorating Skin Booster. Và em này mọi người có thể dùng trước hoặc dùng sau em The Ordinary đều được, bởi vì em này thì thường là sẽ có những cái tinh chất như kiểu là goji berry hoặc là những cái tinh chất của vitamin C để giúp cho làn da của chúng ta trở nên sáng và tươi hơn. Thì em này bản chất là Tracy sử dụng hai dạng serum để có thể bổ trợ lẫn nhau. Và em này thì xuất phát từ Canada, còn em này là hàng nội địa của Anh. Nhưng mà với một cái giá thành nó khá là hợp lý và nó khá là bình dân ấy, thì hai em này Tracy cảm thấy là đều có thể bỏ túi trong những cái beauty box mà dành cho dạng da bị nám, bị thâm. Mà nhất là những dạng da như vậy thì luôn luôn cần những dạng serum cũng như là booster làm cho mình sáng, hồng hào làn da trở lại. Và hơn nữa là nếu như mọi người cảm thấy là muốn lược giảm những cái bước của mình đi, mọi người có thể trộn em booster này cùng với dạng kem dưỡng thì mọi người sẽ có cái cảm giác là nó rút ngắn được bước hơn nhưng mà nó vẫn mang lại được cái hiệu quả tối ưu. Và em này thì do là em ấy khá là nhẹ, mỏng và em ấy là một dạng booster nên hoàn toàn mọi người có thể nhỏ khoảng 3 cho đến 5 giọt và sau đấy là mình sẽ trộn cùng với những em moisturizer mà mình đang dùng, đấy là những cái dạng em kem dưỡng ẩm. Và nếu mà mọi người có thể bổ sung thêm, nhất là dạng da mà bị nám, bị thâm và bị kiểu như là nó bị sạm da ấy, thì một tuần khoảng 2 đến 3 lần mọi người còn có thể bổ sung thêm em Revitalizing Gem Face Mask. Và em này cũng là một dạng bổ sung vitamin C dành cho da của mình. Và em ấy Tracy thường hay sử dụng đúng là khoảng 2 đến 3 lần trong một tuần để thay thế những dạng mặt nạ dưỡng da khác. Và em này thì mọi người có thể để lên trên da và sau đó mình bôi một cái lớp mỏng và chỉ để khoảng 5 cho đến 10 phút thôi. Và cái mùi thơm của em ấy thì khá là dễ chịu. Và em ấy giống như kiểu là cái mứt cam ở trong nhà mà mọi người hay ăn buổi sáng, ăn với bánh mì ấy. Nhưng mà cái mùi thơm á thì nó hoàn toàn mùi thơm rất là dễ chịu và nó không quá bị nồng mà nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Và những em dạng super drug mà nội địa như thế này này, với cái packaging nó khá là đơn giản và nó không quá màu mè nhưng thông thường nó sẽ là màu cam giống như thế này, thì Tracy nghĩ là mọi người có thể thử một lần và nếu mà mọi người cảm thấy là mình phù hợp thì có thể mix em ấy vào trong những cái beauty box giống như là Tracy đang dùng, bởi vì sẽ có dạng mà Tracy cảm thấy là mình có thể sử dụng những em khá là mắc hơn một chút giống như em Eucerin, nhưng mà có những dạng tinh chất cũng như là dạng mặt nạ Tracy cảm thấy là mình có thể mix được thì mình sử dụng hoàn toàn được những cái em mà bình dân và giá hợp lý, và như vậy thì cái beauty box của mình nó sẽ không quá bị mắc mà mỗi lần mà mình phải mua lại thì mình cũng không cảm thấy quá tiếc, đúng không? Nên là Tracy nghĩ là mọi người có thể bỏ túi những em này vào trong cái beauty box giống như là Tracy đang làm. Và cuối cùng là Tracy sẽ sử dụng em Ultra Wide Spotless. Thì em này Tracy cũng dùng được khoảng 2 năm. Bởi vì ngoài những cái lúc mà bị mụn ấy, thì đôi khi khi mà da của mình thay đổi ấy, thì thoảng Tracy cảm thấy là mình có hiện một số những cái tàn nhang nho nhỏ nhưng mà rất là nhỏ thôi, thi thoảng mới hiện. Thì Tracy sẽ lựa chọn sử dụng em Ultra Wide Spotless giống như thế này. Và em này thì Tracy cũng đã mua cho mẹ và chị của mình sử dụng nên là cái tác dụng của nó cũng cảm thấy là nó cải thiện hơn. Nhưng mà đương nhiên là mọi người sẽ phải sử dụng một cái beauty box giống như vậy thì nó mới có thể giúp cho cái skincare routine của mình được hiệu quả tối đa. Nếu mà mình chỉ sử dụng một hay là một ít những cái dòng sản phẩm thôi ấy, thì nhiều khi nó sẽ khiến cho làn da của mình chưa hấp thụ được hoặc là những cái bước nó chưa đủ để có thể boost up được cái làn da của mình lên. Nên là hy vọng về những cái beauty box mà Tracy đang tạo ra như thế này sẽ giúp ích được cho các cô nàng nhà mình. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái beauty box thứ 3 nhé. Và cuối cùng là một cái beauty box khá là đơn giản và Tracy nghĩ là nó khá giản đơn hơn là hai cái em beauty box lúc nãy mà Tracy có nói. Thì ở đây Tracy sẽ tạo ra cho một cái beauty box dành cho những bạn da thường. Và da thường thì nó ít khuyết điểm hơn và là một trong những dạng da lý tưởng mà hầu như những cô gái giống như chúng ta đều yêu thích. Nhưng mà da thường không có nghĩa là chúng ta sẽ tự đẹp, đúng không? Mà chúng ta sẽ nên sử dụng những cái bước cơ bản. Còn nếu mọi người có thể muốn bổ sung thêm thì mọi người có thể mua một số những cái dạng serum hoặc là booster để có thể cấp ẩm và làm sáng da. Và đây là những cái bộ mà Tracy đang sử dụng cho em da thường.
và vẫn ưu ái em tẩy trang khăn nóng của Superdrug, và sau đấy là sử dụng Simple, một bộ đôi rửa mặt và toner mà lúc nãy Tracy cũng có dùng trong những cái bộ beauty box lúc nãy. Nhưng mà bộ đôi này thì Tracy cảm thấy nó khá nhẹ nhàng và chi phí nó khá hợp lý dành cho những bạn mà da thường. Và khi mà sử dụng á, nó mang lại cái độ ẩm này, và nó không có cồn, không có dầu khoáng, không có paraben, và nó giúp cho làn da của mình nó relax. Bởi vì thông thường bộ đôi Simple này nó không có quá nhiều những cái thiên hướng về điều trị hoặc là thiên hướng về chữa trị, nên là đôi khi là khi mà sử dụng em ấy mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ. Và chính vì vậy nên Tracy thấy là da thường mọi người hoàn toàn có thể sử dụng những cái em giống như thế này, và em ấy cung cấp B5 và vitamin E giúp cho da của mình được bổ sung và mịn màng hơn. Và khi mà sử dụng hai em ấy xong á, thì Tracy sẽ lựa chọn tiếp một em serum. Nhưng lúc nãy Tracy có nói mọi người có thể lựa chọn bất cứ em serum hoặc là booster nào mà mọi người cảm thấy phù hợp. Nhưng với Tracy thì với những dạng da thường thì Tracy khuyên là mọi người có thể sử dụng hyaluronic acid 2% cộng với B5. Thì đây là đều là những cái thành phần vừa cấp ẩm này và vừa dưỡng cho cái làn da của mình nó được trong và trông nó sáng. Và khi mà sử dụng em serum dạng dưỡng giống như thế này thì sau đấy Tracy sẽ sử dụng em Omega Complex Moisturizer với hạt chia và có những cái hạt mà hỗ trợ cho da của mình trở nên được nhiều dưỡng chất hơn này, và nuôi dưỡng cái làn da của mình ngày càng chắc khỏe. Thì em này là một dạng Tracy sử dụng của Paula's Choice. Em này Tracy cũng mới mua thôi nên là cũng mua dạng khoảng 15ml để xem là cái làn da nó có phù hợp hay không. Và em này thì phù hợp dành cho những dạng da thường cho tới da khô. Và chính vì Tracy muốn tạo cái beauty box giống như thế này nên là đã phải thử test em ấy trên những cái vùng da khô trên da của mình và những cái vùng da thường ấy, thì cảm thấy là nó rất là dễ chịu và nó cung cấp những cái omega cũng như là những cái tinh chất và những cái thành phần nó phù hợp với những cô nàng da thường. Và ở đây thì nó có seed oil, nó có fruit oil và nó có butter cũng như là glycerin, đều là những cái dạng thành phần mà có thể hỗ trợ cho làn da của mình được nuôi dưỡng một cách tối đa. Và vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái beauty box dành cho những dạng da thường, đơn giản đúng không? Và bây giờ sẽ là một em beauty box dành cho da body, và nó sẽ còn đơn giản hơn nữa và lại còn dễ sử dụng nhưng lại hiệu quả cao nữa. Và với vùng da body thì thông thường là Tracy sẽ caring nhất ở những cái vùng cổ. Chính vì vậy nên sẽ sử dụng em Glycolic Acid Daily Cleansing Pads này. Bởi vì thông thường với những cái giá thành mà trung bình mình sẽ không thể nào mà dùng hết cho cái body của mình được, bởi vì nó khá là nhiều và nó khá là tốn kém. Chính vì vậy Tracy đặc biệt sử dụng riêng em Glycolic Acid tẩy da chết dạng nhẹ như thế này. Và mọi người có thể thấy là em ấy nó có những cái pad nó vừa phải, và mình sử dụng để nếu mà mọi người có thể muốn, mọi người có thể tẩy da chết trên da mặt, nhưng thông thường Tracy sẽ tẩy da chết ở vùng cổ và những cái vùng xung quanh mà mình hay phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, và để cho những cái tế bào da chết của mình nó được loại bỏ đi, và sau đó là mình sẽ dưỡng ẩm để cho khiến da của mình nó dễ chịu hơn. Và sau đấy thì Tracy sẽ lựa chọn để sử dụng một em dưỡng thể. Và em này thì là một dạng dưỡng thể vitamin E skincare all over body cream. Cái mùi của em ấy nó giống như là cái mùi lotion, kem tay mà Tracy hay dùng. Nhưng mà em ấy nó, cái này nếu mà mọi người dùng có lẽ sẽ hơi liên tưởng đến một chút Body and Bath Works của Mỹ. Nhưng mà những cái hàng nội địa Anh như thế này thì Tracy cảm thấy là cái mùi của em ấy khá là nhẹ nhẹ hơn, bởi vì cái mùi kia nó nồng hơn một chút. Và khi mà sử dụng với một cái giá thành chỉ khoảng hơn 200.000 ấy, với một cái dung lượng nói chung nó rơi vào tầm khoảng 475ml, thì Tracy thấy nó sử dụng được khá là lâu. Và với thành phần chủ yếu là dầu vitamin E, và khi mà mình bôi lên trên da mình có thể giữ được khoảng 12 tiếng đồng hồ. Và Tracy bôi từ buổi tối hôm trước, nhưng đến buổi sáng hôm sau thì cái mùi hương nó vẫn cứ thoang thoảng, nên là mình cảm thấy rất là dễ chịu, rất là relax. Nó còn khiến cho mình cảm thấy dễ ngủ nữa. Vì vậy nên là cái bộ đôi giống như thế này thì thường là Tracy sẽ sử dụng cho da cổ và da body. Sau đấy là với những cái vùng da tay cũng như là da móng thì Tracy lựa chọn sử dụng em Vaseline Intensive Care. Và em này thì với những cái thành phần dưỡng chất như là jelly ở trong cái thành phần của em dưỡng này ấy, thì sẽ giúp cho móng này cũng như là da tay của chúng ta được chắc khỏe. Và thông thường là Tracy sẽ sử dụng em này cho móng, bởi vì em ấy có được dưỡng móng của mình cho đến tầm khoảng gấp, ở đây thấy ghi là gấp khoảng 10 lần so với những cái dạng dưỡng khác.
Nhưng mà do là Tracy thường là sẽ sử dụng em này không đến mức mỗi ngày đâu, bởi vì nó khá là tốn thời gian, thì Tracy thường sẽ sử dụng khoảng 3 lần trong một tuần. Và cái mùi của em ấy thì nó nhẹ nhàng, thơm, nó hơi mùi thơm hoa cỏ ấy. Nên là hầu hết những cái dạng da tay cũng như là móng này thì bao giờ Tracy cũng lựa chọn những cái mùi hương nó dễ chịu. Và thông thường để take care hết cho cái vùng da phía ngoài của chúng ta ấy, thì Tracy sẽ sử dụng môi của em Super Drug, em Moisturizing Blue Stick Hydrating Lip Balm. Và với cái mùi hạnh nhân và khi mà mở ra thì em ấy cũng là một dạng kiểu màu trắng, trắng vàng hơi đục một chút. Thì với những cái mùi hạnh nhân giống như thế này thì nó cho cái phần môi của chúng ta được một cái độ dưỡng ẩm cần thiết. Và những cái bạn mà da môi da bị khô ấy, và nhất là những người mà môi hay khô giống như Tracy, thì luôn luôn nên cầm em ấy ở trong tay cũng như là trong túi, để mỗi khi mà khô môi là mình có thể lấy ra để mình sử dụng ngay. Nếu không thì cái việc khô môi mà mình chóc môi ra ấy, nó sẽ làm tổn thương môi của mình, và đôi khi mình đánh những cái phần make up sau nó sẽ không đẹp, cảm thấy trông nó mất thẩm mỹ. Và Tracy đã nói từ tay này, môi này, móng này cho đến cơ thể. Vậy thì cuối cùng trước khi mà Tracy đi ra ngoài hoặc là trước khi mà mình đi ngủ ấy, thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những em nước hoa này. Và những em này thì rất là dễ sử dụng. Nó có mùi là Spice Vanilla Chai, mùi Pink Pony, mùi Orange Rose, mùi Mandarin, mùi Dark Berry và mùi Driftwood. Và em này thì phù hợp cho những cô nàng nào mà yêu thích những cái mùi hương hoa quả cũng như là hoa cỏ tự nhiên. Và em này thì thường là Tracy sử dụng nó như là một cái thay thế cho mùi hương của cơ thể, chứ nó không phải là một dạng nước hoa kiểu mình hay sử dụng như Eau de Parfum chẳng hạn. Nhưng mà khi mà sử dụng em này thì Tracy thấy là sau khi mà mình tắm và mình đi ngủ, hoặc là sáng khi mà mình bước ra ngoài đường á, thì những cái mùi này cho mình cái cảm giác dễ chịu và mình tự tin hơn. Nhưng hoàn toàn là nó không có bị nồng như mùi nước hoa, mà nó sẽ nhẹ nhàng và phù hợp cho những ai mà thích những cái mùi thay thế cho mùi hương cơ thể của mình. Tracy đã dành hẳn một ngày để có thể quay review chi tiết hầu hết tất cả những cái dòng sản phẩm ở trong Beauty Box mà Tracy vừa chia sẻ với mọi người. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mất một cái thời gian dài như vậy để có thể tạo ra những cái dòng sản phẩm phù hợp với những cô nàng da nám này, da mụn này, rồi da thường và kể cả là da body nữa. Và Tracy hy vọng là mọi người sẽ yêu thích cái video clip này. Và đến phần cuối cùng đấy chính là công bố cái thể lệ giveaway của cái video này, thì Tracy đã để ở dưới cái phần description box ở phía dưới video YouTube này. Và nếu mà mọi người yêu thích video thì hãy ấn subscribe kênh YouTube cũng như là like fanpage Tracy Chị của Tracy nhá. Và Tracy hy vọng là sẽ sớm được gọi tên những cô nàng mà đã theo dõi video và trúng những cái phần Beauty Box ngày hôm nay trong video lần này. Còn bây giờ thì Tracy chúc cho mọi người một lễ hội cuối năm vui vẻ và một năm mới an lành, hạnh phúc. Tạm biệt!